Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn em về một cái phần cứng mới. Cái phần cứng này chúng ta không có dùng IoT nha. Nói chung thì tại vì nó cũng thật sự là chả có dùng IoT về trong này. Cái phần cứng này là cái phần cứng chúng ta tập trung vào phần điều khiển công suất. Ở đây các bạn thấy không? Đó, mình có hai con phase, hai con mình có hai trải nghiệm này chính là hai con phase. Hai con phase này nó sẽ điều khiển tín hiệu ở đây các bạn thấy không? Đó. Ở đây mình có một đây ví dụ motor này ha. Đó. Mình sẽ điều khiển tín hiệu bỏ ra ở đây à. Đó, ở đây thì mình gắn một cái motor này, là chúng ta có thể gắn một cái 500 điểm cũng được ha. Cái 500 điểm thì nó không phân cực ha. Cái motor thì nó có phân cực một tí ha. Thì ở đây nó có cái chân điện áp thì không thôi, có cái chân điện áp là 10V và một cái chân CND, và chúng ta sẽ cấp cho nó một cái nguồn điều chỉnh được là từ khoảng 10V nha. Đó, ở đây thì có hai cái biến trở, một cái biến trở thứ nhất này á, một biến trở gì đây, VR2 VR1 này đúng không? Cái VR2 này thì chúng ta phải điều chỉnh cái giới hạn dưới ha. À, giới hạn dưới là sao, có nghĩa là min á, bây giờ như bây giờ mình muốn điều chỉnh điện áp trong khoảng là từ 10 đến 20V đúng không? Min là 20, min là 10 và max là 20, chẳng hạn VR2 được max á, mình có thể chỉnh được điện áp từ hai cái chân này, từ cái VR1 này VR2 chúng ta sẽ chỉnh được điện áp giới hạn đó. Đó thì mình chỉnh nó, giả sử bây giờ mình muốn chỉnh điện áp giới hạn trở hạn min thì mình phải dựng cái chân 10V mình về không. Đó, mình muốn chỉnh cái điện áp mà giới hạn max thì mình chỉnh cái dạng cái chỗ này, cái ngưỡng 10V này về mức 10V này. Đó, đây là cái chân mở rộng sau này các bạn muốn làm gì làm ha, là những cái chân mình chưa xài thì mình dùng để làm gì làm. Ở đây mình dùng qua Omega 328 nha. Đó, ở đây thì mình tất nhiên chân mới chúng ta cần phải bút đất đơn. Ở đây mình có cái chân nhập có nhập bút đất đơn cho nó và mình có cái chân mình đặt ha. Đó, chân border và chân mình đặt nha. Rồi cái mất dưa các cái này ha, thì nguồn cấp đầu vào của mình nè, cho cái mặt này cái nguồn cấp đầu vào của mình đó là mình cấp vào 24V này, mình sẽ có là gì đây? Mình sẽ áp lên vô cấp đem điều khiển này, và đồng thời mình cũng hạ áp về 12V để mình cấp cho cái mặt cầu này ha, nó điều khiển hai con phết này đó. Ở cái mặt truyền thống người ta dùng một con phết thôi, đây là trực tiếp thôi, mình đi qua mặt cầu hai phết này trong số mình gấp 4 lần công suất của mặt thiết kế chúng đó người ta là mình thiết kế bảo vệ ha, bảo vệ mặt. Tại cái bộ phận này là nó là một phần rất là nhỏ trong hệ thống thôi ha, thì có nghĩa là nó muốn control, nghĩa là có bộ control bên trên nó sẽ control với bộ control bên dưới thông qua cái bộ này đó, thì mình phải thiết kế bảo vệ lỡ cái bộ như để tránh bay những cái motor bị cháy thì cái mặt này nó vẫn bảo vệ mặt bên trên nha. Đó, thì thiết kế như vậy ha, thì giới thiệu trong thời các bạn về một cái phần cứng này. Đó, à, mình nói bạn rất nhiều lần rồi, chúng ta làm về bản chất IoT của điện tử nha. À, ha, cái thức phần là còn nếu là phát thực chiến nha. Rồi thì chào các bạn nha, đó các bạn ứng dụng trong cái các cái xe điện nha, hay là trong các mấy cái về cái xe tải xe cẩu rồi nha. Rồi thì chào các bạn nha, đó. Hẹn gặp lại các bạn ở cái clip tiếp theo, xin chào.